Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Chica View và chủ đề tìm hiểu các đơn vị hành chính tại Việt Nam. Trong video clip này, chúng ta sẽ đến với huyện Tân Châu của tỉnh Tây Ninh. Tân Châu là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích là 1.113,20 km², chiếm 1/4 diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Thổ nhưỡng trong huyện chủ yếu là đất xám trên phù sa cổ. Đặc điểm của loại đất này là thành phần cơ giới nhẹ, dễ thoát nước, mức độ giữ nước và chất dinh dưỡng kém, dễ xói mòn, rửa trôi. Tuy nhiên, đây là loại đất phù hợp với cây cao su, cây mía, cây phay mì nên được trồng phổ biến ở Tân Châu. Tân Châu có khí hậu đặc trưng khí hậu vùng Nam Bộ, không có mùa đông lạnh, có mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Nền nhiệt độ ở đây nói riêng và toàn tỉnh khá cao, nhiệt độ trung bình khoảng 27 độ C. Biên độ dao động nhiệt độ thấp khoảng 3,9 độ C, lượng bức xạ dồi dào. Độ cao toàn huyện đạt từ 30m tại thị trấn Tân Châu đến 115m tại ngã ba Bố Túc. Địa hình mang đặc trưng của thềm phù sa cổ chuyển tiếp, gần sóng yếu và đồi thấp chiếm phần lớn diện tích. Sông Sài Gòn chảy dọc ở phía đông huyện, đây cũng là ranh giới tự nhiên của tỉnh Tây Ninh với tỉnh Bình Dương và Bình Phước. Ngoài ra còn có suối Ngô, suối Dây là phụ lưu cung cấp nước cho sông Sài Gòn. Tân Châu có nhiều loại đá có thể làm vật liệu xây dựng như đá vôi tập trung ở phía bắc sóc Công Trăng, suối Ben, xã Tân Hòa, Litarit phân bố tại Sa Ta Rao, suối Ngô, Cao Lanh ở suối Ngô. Về vị trí địa lý, huyện Tân Châu nằm ở phía đông bắc của tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý như sau. Phía nam giáp với thành phố Tây Ninh. Phía tây giáp với huyện Tân Biên. Phía đông giáp với huyện Lộc Ninh và huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước. Phía đông nam giáp với huyện Dương Minh Châu. Phía bắc giáp với tỉnh Ta Bông Kha Nâm của Campuchia. Về lịch sử, tên gọi của huyện Tân Châu được ghép từ chữ Tân trong huyện Tân Biên và chữ Châu trong huyện Dương Minh Châu. Ngày 13 tháng 5 năm 1989, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 48 /HĐ-BT. Theo đó, thành lập huyện Tân Châu trên cơ sở tách 8 xã là Tân Đông, Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thạnh, Thạnh Đông, Thạnh Nghĩa của huyện Tân Biên và hai vùng kinh tế mới Tân Thành, Suối Dây của huyện Dương Minh Châu. Chia xã Tân Đông thành hai xã là Tân Đông và Suối Ngô. Thành lập hai xã là Tân Thành và Suối Dây trên cơ sở hai vùng kinh tế mới. Sau khi thành lập, huyện Tân Châu có 95.118 ha diện tích tự nhiên và 46.131 người gồm 11 xã là Suối Dây, Suối Ngô, Tân Đông, Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Thành, Tân Thạnh, Thạnh Đông và Thạnh Nghĩa. Năm 1991, chuyển xã Tân Thạnh thành thị trấn Tân Châu, thị trấn huyện lỵ của huyện Tân Châu và sáp nhập xã Thạnh Nghĩa vào xã Thạnh Đông.
Ngày 28 tháng 5 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/CB theo đó tách ấp Đông Hà thuộc xã Tân Đông để thành lập xã Tân Hà. Xã Tân Hà có 6.700 hectare diện tích tự nhiên và 3.015 nhân khẩu. Tách các ấp 345 thuộc xã Suối Ngô để thành lập xã Tân Hòa. Xã Tân Hòa có 17.708 hectare diện tích tự nhiên và 3.010 nhân khẩu. Ngày 12 tháng 1 năm 2004, huyện tiếp nhận thêm một phần diện tích và dân số của xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu chuyển sang. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Tân Châu có 111.112 hectare diện tích tự nhiên và 101.915 người. Về hành chính, huyện Tân Châu có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Châu là huyện lỵ và 11 xã: xã Suối Dây, xã Suối Ngô, xã Tân Đông, xã Tân Hà, xã Tân Hiệp, xã Tân Hòa, xã Tân Hội, xã Tân Hưng, xã Tân Phú, xã Tân Thành, xã Thạnh Đông, cảm ơn đã đồng hành cùng tôi. Chica View chúc mọi người vui vẻ. Nhớ bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin chào và tạm biệt.